bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Dấu ấn Vingroup trên đất cảng, từ Vinhomes Imperia đến VinFast. Nếu quay lại Hải Phòng chỉ sau vài năm xa cách, hẳn nhiều người khó tin vào một cuộc đổi thay thần kỳ với các dự án hạ tầng được triển khai mạnh mẽ từ khắp các hướng cũng như các loại hình. Đường xá phát triển, mức sống của người dân nâng cao, chất lượng sống của giới cư dân tinh hoa không thua kém các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Diện mạo cả thành phố được chỉnh trang, thay thế những công trình cũ bằng loạt dự án nghìn tỷ. Rất nhiều người Hải Phòng ngày nay, thay vì lao động trong những công trường khói bụi thì làm việc trong những cao ốc văn phòng sang trọng hay những nhà máy công nghệ cao vươn tầm thế giới như VinFast hay tiếp đến là VinSmart. Ngay cả Đình Vũ, Cát Hải, những nơi từng được xem là làng chài nghèo nhất cả nước, ngày nay cũng rộn rã với quán xá, xe cộ và những ngôi nhà cao tầng thơm mùi sơn. Trong buổi làm việc tại Hải Phòng vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, Hải Phòng đã xây dựng được nền tảng vững chắc để phát triển trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực phía Bắc. Đây là một nhận xét không hề chủ quan. Chỉ trong vòng 4 năm, thu ngân sách của Hải Phòng từ 9.000 tỷ đồng tăng lên 24.300 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu trong nghị quyết đặt ra năm 2015. Năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố đạt gấp hơn 2 lần bình quân cả nước. Những con số tưởng như khô khan này lại có một ý nghĩa vô cùng lớn, làm thay đổi diện mạo thành phố và đời sống người dân đất cảng trên mọi nẻo đường. Nếu đi sâu tìm hiểu sẽ thấy, tất cả những đổi thay thần kỳ này có được không chỉ nhờ tầm nhìn sáng suốt của chính quyền địa phương mà còn có bóng dáng của Vingroup, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. Hiện, Hải Phòng là địa phương duy nhất tại Việt Nam có đầy đủ các ngành nghề kinh doanh của Vingroup. Đây là lực đẩy mạnh mẽ giúp thành phố tiến lên một cách toàn diện. Từ khi có Vinpearl Golf Phú Yên, Hải Phòng thành một điểm check-in của giới golf thủ chuyên nghiệp. Có Vinpearl Hải Phòng, tất cả có khách sạn 5 sao sang trọng. Có VinFast, Hải Phòng trở thành nhà máy rộn tiếng ca, nơi sản xuất những chiếc xe của người Việt. Có Vinhomes Imperia, lần đầu tiên người dân Hải Phòng được sống trong một khu đô thị phức hợp với đầy đủ tiện ích đẳng cấp và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Không chỉ giúp thành phố xây dựng nội lực vững chắc, điều ấn tượng Vingroup làm được còn là giúp cư dân tinh hoa tại Hải Phòng có điều kiện tận hưởng những đặc quyền tương xứng. Trước khi Vinhomes đến với Hải Phòng, cư dân đất cảng dẫu có điều kiện tài chính dồi dào nhưng vẫn phải loay hoay với chuẩn sống cũ, thiếu đi điều kiện hưởng thụ để tái tạo năng lượng và động lực phát triển. Từ khi Vinhomes Imperia ra đời, cư dân thượng lưu đất cảng đã có một nơi an cư hiện đại và tinh tế. Với vị thế là khu đô thị khép kín đầu tiên tại Hải Phòng, Vinhomes Imperia đã cho thấy một sự phát triển vượt bậc từ yếu tố thẩm mỹ, với lối quy hoạch bài bản, kiến trúc phong cách châu Âu sang trọng, đến hệ thống đặc quyền chưa từng có dành cho cư dân, chuỗi tiện ích thương mại giải trí đẳng cấp, các cơ sở y tế, giáo dục chuẩn quốc tế ngay thềm nhà, an ninh chặt chẽ 24/7. Đây là nền tảng cơ bản để Vinhomes Imperia thu hút những cư dân danh giá hàng đầu đất cảng, tạo lập một cộng đồng tinh hoa đoàn kết, vững chắc. Bên cạnh đó, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến lợi ích kinh tế vượt bậc mà dự án này đem đến nhờ ưu điểm vượt trội cùng khả năng thu hút lưu lượng khách hàng tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư. Không dừng lại ở đó, giới thạo tin Hải Phòng còn đang truyền tay nhau về một dự án mới mang tên Vinhomes Marina có tiềm năng hấp dẫn không kém. Với quy mô đầu tư khủng tại vị trí đắc địa hàng đầu thành phố, đường Cầu Giào 2, trục liên kết tam giác Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vinhomes Marina đang được kỳ vọng sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng, cơ hội sinh lời hứa hẹn và điểm đến vui chơi giải trí mới của người dân toàn thành phố. Theo Minh Tuấn, Vietnamnet.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!